Chào mừng các bạn trở lại với kênh Tức Xây Dựng. Hôm nay chúng ta sẽ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc MIA nha. Rồi. Đọc tiêu MIA thì nó có như thế này, nó có dài 5m. Nó có 1, 2, 3, 4, 5. Nó có 5 cây như vậy, nó nối với nhau không? Anh mở nghe đi anh. Anh mở nghe đi em. Ở đây là Thu, nữa đâu? Thu gần đó, nghe Thu xa không sao đâu. Anh mở nghe đi. Thì nó có 5 cây như vậy đúng không? Mỗi 1 cây 1 mét thì là 5m. Nó có cái mặt trước, mặt sau. Đó, cái mặt trước đó thì đây nha, mặt trước đây. Đó, mặt trước thì mỗi một cái vạch này là 1mm đúng không? Đó, đây là 100. Đây là một phân nè, 10mm nè. Còn bên đây á thì nó cái mặt nó có e đen e đỏ. À, e đen e đỏ thì nó từ vạch từ đây đây là cũng là 10mm luôn. À, ví dụ từ đây tới đây cũng là 10mm. Đấy. Từ nghĩa là mỗi cái vạch này, mỗi từ đây đến đây là 10mm. 10, hiểu không? Nó sẽ có thường á, cái mi nó sẽ có một cái bọt để chỉnh, nhưng mà thường mình không có xài cái bọt đó. Đó, cái bọt đó là cái này nè. Đây, cái bọt nó nằm đây. Thì thường mình lấy cái này để chỉnh. Khi mà một người cầm mi thì phải có cái bọt này á, cái mi nó mới đứng. Nhưng mà thường người ta không có xài cái bọt này, tại vì sai số cô cũng có nhiều chứ đó. Rồi bây giờ mình sẽ qua cách đọc MIA ha. Ở hình này này đó, khi mà cái người này ngắm vô đây đúng không, thì họ sẽ thấy cái gì? Một dấu cộng lớn ở giữa, có một dấu trừ ở trên, dấu trừ ở dưới. Thì mình chỉ quan tâm tới cái dấu cộng bự giữa thôi, là đường nằm ngang này nè, đường thẳng nè, đường ngang nè, dấu cộng bự nè. Thì dấu cộng bự nó nằm ở vị trí nào thì cái đó là số đọc MIA vị trí đó. Ví dụ bây giờ cái dấu cộng bự nó nằm mà để coi đó, ví dụ bây giờ dấu cộng bự nằm vị trí này thì là bao nhiêu đây? Lên nha. Đó. Ở đây là 1016, này là 1m6 nè, ở đây 1m7 đúng không? Đây 1m, lấy cái hình này cho dễ đi. Đó, khi bạn nhìn vô nè, có dấu cộng thì dấu cộng á, đường đứng đường ngang nè, mình quan tâm đến cái đường dấu cộng bự giữa. Mình thấy số 10 ở đây á, nghĩa là 1m nè, nằm đây là 1m, nằm đây 1m1, nằm đây 1m2. Mỗi một cái này á, đây cái này là cách theo một phân thì là gì? 1, 2, 3, 4, 5. Đó, 6, 7, 8, 9. Như vậy số này là 1090mm đúng không? Nào mình qua số này. Ở đây nè là 1m7 nè, ở đây 1m8. Thì nhìn vô dấu cộng nằm ngang nè. Rồi 10, 20, 30. Thì số này sẽ là 1730 đúng không?
sao đi ở đây game 729 tại vì các bạn thấy á, đây cái mặt trước thì mỗi đơn vị cách nhau là 1 mm, cái mặt sau á nó cách nhau 1 phân, cho nên 1 phân này á, khi mà mình dấu cộng á, mà lỡ nằm ở giữa lửng lửng á, là mình phải đón đó, mình phải đón. Thì cái vật cái mặt trước á, thì để ngắm những cái khoảng cách gần cỡ chừng 3 mét đổ lại thì ngắm mặt trước, rồi ngắm mặt sau á thì dùng khoảng cách lớn hơn 3 mét. Đó, thí dụ như cái bây giờ cái tia nó nằm ngang chỗ này đúng không, thì chỗ này là 10 nè, 0 nè, 1000 nè, 1000 mm, ở đây là 10 mm đúng không, thì nằm giữa, ví dụ nằm đây đi thì là 1005, thí dụ mà nó nằm ở dưới nữa thì mình sẽ đoán nó là 1002. Rồi thí dụ nằm ở trên thì nằm ở cái khoảng này là 10 đúng không, thì nó nằm ở chỗ nào á, nằm giữa dễ đoán là 5 rồi, còn lỡ ở nằm ở trên 5 với 10 nằm giữa thì 7-8 vậy đó, thì mình cứ đoán đại đi, tại vì nó không có sai số bao nhiêu, 1-2 ly mà. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đọc mi những cái con khác như thế nào qua hình này nha. Đó. Giờ mình phóng bự lên ngay. Ủa, hình này mờ quá hả? Thì chúng ta thấy dấu cộng ở đây đúng không? Thì chỗ này 8 rồi. 10, 20, 30, 40, 50. 60, 70. Nằm giữa 70 với 80 là 75. Thì số này là 875. Đó. Mở tiếp số khác nha. Số khác. Đó. Rồi, cái lỗi cái mình đi. Ví dụ. Ở đây là 6 rồi đúng không? Nghĩa là 600 rồi đó. Ở đây là 10 nè. 20, 30, 40. Ví dụ cái mia cái dấu cộng nó nằm giữa đây đúng không? Thì là giữa 40 và 50 thì là 45. Đó. Nghĩa là 645 mm. Rồi. Ví dụ lên cái mia nằm ở đây, ví dụ như cái tia nằm ở đây thì là 40, 50. Chỗ này chúng ta có thể dự đoán nó là 648. Thì cái khoảng cách á, mà từ đây, khoảng cách từ máy tới cái mia á, mà càng xa thì mình nhìn á, nó càng nhỏ, cho nên á, mình dự đoán á, nó càng sai số cao. À, khoảng cách là gần gần cỡ chừng 5 mét đổ lại thì mình dự đoán nó thần như là gần chính xác. Khoảng cách càng xa thì mình phải đoán, cho nên á, sai số nó càng cao. Chỉ như sai số lớn nhất là 5 ly thôi. Tại sao sai số nhất là 5 ly? Ví dụ nha. Này. Ví dụ như bây giờ anh thấy đó, nhìn nằm đây đúng không? Ví dụ cái tia nó nằm đây đi, nằm giữa đây. Thì cái chỗ giữa thì mình thấy rõ rồi, mà rủi nó xuống ở dưới phải không? Hoặc mà nó lên cao một xíu thì mình không có đoán được bao nhiêu, cho nên á, cái sai số mà mình dự đoán chỉ có 5 ly đó lại thôi. Thì máy thí bình nó còn một công dụng nữa là đo xa. Đó. Đây, con thấy không? Đo xa nhưng mà thường không ai dùng đo xa nó dễ bị sai lắm. Ví dụ chúng ta có nè. Ở đây là cái cách đo xa nè. Thôi thì bình có thể dùng để đo khoảng cách được, là khoảng cách từ
từ cái mái cho đến cái miên theo đường thẳng. Mà tuy nhiên thì không ai dùng cách này á, tại vì nó sẽ sai số lớn. Người ta chỉ sử dụng khi mà để đo cao thôi, không có đo xa. Rồi máy thí dụng, máy thí bình cũng có thể sử dụng để đo góc được luôn, nhưng mà cũng không ai xài hết. Người ta chủ yếu để đo cao thôi. Đo xa, đo đường thẳng và đo góc thì thường sai số lớn cho nên người ta không xài. Đó, cái cách sử dụng cái máy đọc mia, cách sử dụng đọc mia thì đơn giản vậy thôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo, đó là mình sẽ hướng dẫn cách đo cao đơn giản nha. Đó, đơn giản nhắm những hình này.